Vâng, xin chào tất cả quý anh chị, quý bác, chúng ta quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Không biết thời tiết cho mọi người như thế nào rồi ạ? Còn Hà Nội ngày hôm nay thì đổ mấy cơn mưa và thời tiết bắt đầu se se. Thề luôn là thích cái mùa này cực kỳ luôn tất cả quý anh chị ạ. Mùa này là một trong những mùa tuyệt vời nhất trong năm để chúng ta có thể diện được những cái bộ đồ thoải mái nhất. Nó sẽ không quá cồng kềnh và lạnh lẽo như mùa đông. Nó cũng không nóng được như kiểu mùa hè. Chính vì thế mùa thu Hà Nội hay là mùa thu chỗ mọi người chắc là cũng rất đẹp đúng không ạ? Hôm nay thì em Thành Đồ Xì sẽ gửi cho mọi người rất nhiều những cái sản phẩm của dòng nhung tông khác nhau, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn, sẽ có cho mọi người lên. Và tất cả các anh chị thì như clip tiêu đề chúng ta đã có là rất nhiều những sản phẩm về áo sơ mi nhung tông khác nhau, thì chúng ta sẽ bắt đầu clip ngày hôm nay với mức giá là 300k với những cái sản phẩm đầu tiên và 250k với tất cả những sản phẩm còn lại. Quý anh chị nào chúng ta muốn đặt hàng thì chúng ta liên hệ với Zalo 0377077398, cũng chính là cái số Zalo và số điện thoại mà em Sành Đồ Xì để trên này. Anh chị ngoài khung giờ buổi trưa và sau 23 giờ tối ra thì chúng ta có thể trực tiếp gọi điện thoại đến số điện thoại hoặc Zalo này, chúng ta đặt hàng và chúng ta tư vấn kỹ hơn nhé. Và chắc chắn là trong cái việc mua bán thì không thể nào không có cái sự việc đổi trả được. Chẳng hạn như là anh chị chúng ta không ưng sản phẩm thì cứ đổi trả về cho em Sành Đồ Xì. Nhưng mà trước hết thì anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sành Đồ Xì đây sẽ có các bảng thông tin. Trong các bảng thông tin này thì em Sành đã mất rất nhiều thời gian và để làm cái thông tin bên cạnh này, bao gồm các số đo là mã của sản phẩm, chiều dài của chiếc áo, bề ngang chiếc áo, đo phần vai nữa. Nên anh chị chúng ta cân nhắc cái bảng thông tin bên cạnh để chúng ta đặt hàng, để chúng ta đặt chiếc nào ăn chiếc đấy luôn nhá, chứ tránh tình trạng không đổi trả. Rất là thoải mái thôi, nhưng mà đôi khi nó bị tốn thời gian của cả hai ấy, và nói chuyện với nhau nó khá là mệt mỏi đó. Thì anh chị chúng ta để ý một chút. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc áo của thương hiệu Fila đây. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mức giá là 300k. Còn lại tất cả những cái sản phẩm nhung tâm khác thì đều đồng giá là 250k. Nếu mọi người chúng ta muốn hỏi rằng là nhung tâm là như thế nào thì nó sẽ là cái chất như thế này anh chị nhá. Mặc vào cái mùa thu đông thì nó sẽ hợp, còn mặc vào mùa hè thì có vẻ là sẽ hơi nóng. Với chiếc này thì cũng có các dòng chữ Fila chạy quanh qua cái cúc của áo này luôn. Nhìn một phát là biết một con áo hiệu luôn ạ. Con này thì còn rất là mới và rất là đẹp, nó dao động khoảng 98-99% này anh chị này. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã S157. Con áo này là size XL anh chị nhé. Chiều dài của chiếc này là 74, tà thong là 78, bề ngang chiếc này là 59 và chiếc này là 51. Quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 75kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này của Fila nhé. Khoảng 75kg thì anh chị sẽ mặc rất đẹp của con này. Hoặc là anh chị nào chúng ta khoảng đầu 70 là có thể mặc ok cái sản phẩm này thôi, nếu mà anh chị cảm thấy số đo bên cạnh phù hợp với mình nhé. Con này là 300k. Bắt đầu từ sản phẩm này trở đi thì những con còn lại thì đều đồng giá là 250k. Và riêng con này thì chúng ta chỉ có để mức giá là 150k thôi anh chị. Tại vì em Sành Đồ Xì thấy hiện trạng con này là có vẻ không ok lắm rồi. Con này mua khoác thì đẹp, tại vì thật sự luôn con này màu, thứ nhất là màu rất là đẹp đấy. Con này ở hàng của Uniqlo này anh chị này. Con này giá là 150k thôi nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã S164. Con áo này là size M, chiều dài chiếc này là 71, ngang 52 và chiếc này là 42. Con áo này anh chị là chúng ta khoảng 65kg thì có thể mặc ok nhé. Khoảng 60-65kg thì có thể mặc ok con này. Con này mặc khoác ngoài thì cũng rất là đẹp anh chị ạ. Ngoại trừ mỗi cái điểm này ra thì tất cả con áo này cũng rất là ok. Con này giá là 150k anh chị nhá. Với mã tiếp theo thì chúng ta có một con khác đây. Con này chúng ta cùng nhau đến với Stanley Parker này. Con này màu nâu anh chị nhá. Con này một con áo màu nâu mà chất nhung tâm rất là đẹp luôn. Nhung tâm thì em Sành Đồ Xì thấy ở kho là sẽ hay bị bám vải. Chính vì thế nên là lúc nào anh chị nếu mà đặt hàng thì em Sành Đồ Xì sẽ vệ sinh qua tất cả những cái này xong gửi cho anh chị một con áo ok nhất có thể ạ. Đấy là cam kết từ bên phía shop em, shop Sành Đồ Xì. Đây là mã S163 anh chị nhé. Con áo này là một chiếc áo size L, chiều dài chiếc này là 69, tà sau là 78, ngang chiếc này 56 và chiếc này là 45 và 47. Anh chị nào chúng ta trong cái khoảng là 70kg có thể mặc ok cái sản phẩm này nhé. Khoảng 70kg thì anh chị sẽ mặc rất đẹp cái sản phẩm này. Một con màu nâu đó. Con này bước ra mỗi một cái vùng sáng tối khác nhau nó sẽ gần như sẽ tự động đổi màu thôi anh chị. Tiếp theo thì chúng ta có một con khác của Uniqlo đây. Cùng nhau đến một cái sản phẩm nhung tâm khác của Uniqlo. Con này thì màu con này có vẻ là hơi ấm áp một chút nhé. Với chiếc này sẽ có mã S161. Con áo này size M thưa anh chị. Chiều dài của chiếc này là 69,
tà sau là 72, ngang chiếc này là 49 và chiếc này 43. Anh chị nào chúng ta khoảng 60 cho đến 65kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Con này ở bên ngoài thì xuống thêm một tông nữa anh chị nhé, tức là nó không đến nỗi quá là màu sắc sáng như thế này mà nó xuống thêm một tông nữa, nó tương đối là đậm chứ nó không đến nỗi là giống trên clip này đâu, nó nhạt hơn trên clip đấy quý vị ạ. Với mã tiếp theo thì có một con màu rêu này anh chị này, chúng ta thích màu rêu mà hàng Uniqlo thì có thể lựa qua cái mẫu này nhung tâm này nhá. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã F161, con áo này là size L, chiều dài chiếc này là 70, tà bề ngang chiếc này là 56 và vai chiếc này là 50. Anh chị nào chúng ta khoảng 70kg thì có thể mặc ok cái sản phẩm này, một trong những con nhung tâm mà màu đẹp nhất Sành Đồ Si từng được qua tay Sành Đồ Si nhá. Cái màu rêu này thì cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Hàng Uniqlo cũng là hàng dễ mặc. Và nếu màu rêu là cái màu mà rất nhiều anh chị chúng ta thích thì cái màu tím này lại là cái màu mà không có được nhiều người yêu mến lắm. Đơn giản tại vì con này khó mặc, tương đối là khó mặc. Con này thì phải rất là chọn người. Nói chung là nếu tùy theo sở thích của mọi người thôi, nhưng mà con này em Sành Đồ Si thấy rằng là tương đối là chọn người, mới có thể lựa được mấy cái mẫu nhung tâm kiểu như thế này đấy. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã S159, con áo này là size L nhưng mà L Âu anh chị nhé. Chiều dài chiếc này là 74, ngang chiếc này là 59 và chiếc này là 50. Con áo này sẽ phù hợp cho anh chị nào chúng ta khoảng 70 cho đến 75kg có thể mặc ok cái sản phẩm này nhé. Khoảng 70 cho đến 75kg anh chị sẽ mặc rất đẹp với cái sản phẩm này, màu cũng rất là lạ luôn. Mã tiếp theo của chúng ta thì có một con nhung tâm màu đen này anh chị này, không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện những con nhung tâm màu đen luôn. Với con này thì em Sành Đồ Si thấy rằng là một con của Top Volume. Top Volume đây là thương hiệu mà bestseller năm ngoái của Hàn Quốc đây anh chị ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây là mã F158, con áo này là size L, chiều dài chiếc này là 71, ngang 53 và mai chiếc này là 48. Con áo này anh chị chừng nào chúng ta 65 cho đến 70kg có thể mặc ok một chiếc nhung tâm màu đen. Rất là ít nhung tâm màu đen anh chị nhé. Nên anh chị nào chúng ta thích một con nhung tâm màu đen thì có thể lựa qua cái sản phẩm này, một trong sản phẩm mà quá ok mà em Sành Đồ Si từng được cầm đến. Tiếp theo thì có thêm một con của Top Volume nữa, rất là đẹp luôn. Con này thì màu xanh đen anh chị nhé, con này không phải là màu đen như lúc nãy, con này là màu xanh đen. Anh chị nào chúng ta không thích màu đen lắm thì có thể lựa qua cái mẫu này. Nhưng mà nếu trong trường hợp vừa sai nhé, chất nhung tâm thì đây là một chất mà Sành Đồ Si nghĩ rằng là bác nào mặc hưởng sẽ mặc rất thích. Mọi người cứ nghĩ rằng là kiểu mặt bên trong chắc cũng làm bằng nhung tâm luôn, nhưng mà không, mặt bên trong nó lại là cái kiểu bề mặt của nhung tâm ở mặt bên trong nó lại là cái kiểu nó như thế này, nó sẽ mặc nó ok hơn anh chị nghĩ đấy ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã F156, con áo này size L nhé. Chiều dài chiếc này tà trước là 72, tà sau là 75, ngang là 55 và vai chiếc này là 49. Khoảng 70kg thì anh chị có thể mặc đẹp và mặc ok cái sản phẩm này của Top Volume, một con quá ok luôn. Tiếp theo là một chiếc khác đến từ thương hiệu là Uniqlo. Thưa anh chị, đây là mã S155, con áo này là đến từ Uniqlo nhé. Tác ở bên trong, nó ở bên phía viền này của Uniqlo này anh chị này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã S155, con áo này là size XL. Chiều dài của chiếc này tà trước là 77, tà sau là 79, bề ngang chiếc này 56 và vai chiếc này là 45. Chiếc này sẽ phù hợp cho anh chị nào chúng ta vừa size L nhé, không phải XL, em Sành Đồ Si xin lỗi mọi người. Một chiếc áo size L phù hợp cho anh chị nào chúng ta khoảng 70kg có thể mặc ok cái sản phẩm này. Nhung tâm mà còn kẻ nữa thì nghệ sĩ thì anh chị nào lựa con này đi ạ. Phải nghệ một chút thì chúng ta mặc mấy con này mới là mùa thu. Và sản phẩm cuối cùng cũng như là một trong những sản phẩm mà Sành Đồ Si để mức giá là 150k gửi cho anh chị, đó là một con của Kansai Jin. Một con của Kansai Jin. Con này thì nhìn qua hình thức thì có vẻ là cái phần này nó hơi bị bạc một chút rồi. Anh chị nào mặc khoác thì có thể mặc ok cái sản phẩm này, một con nhung tâm anh chị nhé. Con này là con nhung tâm nhé, nhung tâm chấm ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Ngoại trừ mỗi cái điểm này ra thì con áo này còn lại là ok và hoàn hảo anh chị nhá. Đây là mã F162, con áo này là size LO. Chiều dài chiếc này là 69, tà trước 74, tà sau. Ngang chiếc này là 61 và vai chiếc này là 46. Con áo này thì anh chị nào chúng ta khoảng 70 cho đến 75kg có thể mặc ok cái mẫu này của Kansai Jin nhé. 70 cho đến 75kg, con này thì 150k đã bao gồm phí ship rồi. Đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong cái clip của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa thì em Sành cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Hãy nhớ rằng like, subscribe và đồng thời bấm thêm chuông thông báo để
Em Thành Đồ Xì mỗi lần ra clip sẽ chủ động thông báo để được cho mọi người. Và cảm ơn tất cả anh chị là đã xem hết clip này. Anh chị nhớ rằng là chúng ta chốt đơn qua duy nhất Zalo 0337707398. Và ngoài khung giờ buổi trưa và sau 23 giờ tối ra thì anh chị có thể trực tiếp gọi điện thoại đến số điện thoại cũng như là Zalo này để chúng ta chốt đơn và đặt hàng. Trong trường hợp là anh chị chúng ta chưa liên lạc được thì cứ để đấy, chút nữa Sành Đồ Xì sẽ chủ động gọi lại cho quý vị. Và một lần nữa thì Sành Đồ Xì muốn nói với quý vị rằng là Sành Đồ Xì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo.